Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu với các bạn đây là con lươn khủng. Đấy, các bạn thấy không? Một con lươn có khách thả và chích điện hay là thả trúng thì mình cũng không rõ lắm. Đấy. Nhưng mà anh chàng này là mua hom lươn của mình. Các bạn thấy không? Rất là to, con này chắc phải được 7 đến 8 lạng. Rất là to. Rồi. Rất là kinh khủng. Đấy. Còn đây là hom lươn của mình 48 đó các bạn. Đấy, đây là khách hàng đã thả được đấy các bạn. Đấy, rất là to, rất là nhiều. Nên ai có nhu cầu mua hom lươn cứ alo cho mình. Hom bên mình là hom độc quyền luôn các bạn. Đấy, rất là đẹp. Đấy. Các bạn thấy không? Rất là đẹp. Rất là chắc chắn. Đấy. Đấy, các bạn thấy không? Ai có nhu cầu thì cứ alo rồi mình sẽ tư vấn cho các bạn. Chúc các bạn năm mới an lành hạnh phúc. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại. Rương rắn đây, con lương ngự đây. Xa. Ơi, ra ngoài mày. Má con lương lì. Đây 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 yên nha cô, đó thấy chưa?